chào tất cả các bạn, nhưng mà các bạn đã đến với vlog tiếp theo của mình. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với em mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của em mình. Mình sẽ quay cho các bạn coi hôm nay là buổi tiệc này nó sẽ diễn ra như thế nào các bạn. Ở dưới kia các bạn đã nghe hai tiếng là nó đang rất là nhạc, rất là hay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Giờ đi thôi. Thank you.